Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Ruby High New. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Ruby High New cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Ruby High New Tham ôm Odun Kẽn Gluconat lysine HCL Vitamin B1 Skim Powder Instant 50% Dạng bảo chế Dạng gói Công dụng và chỉ định Việc bổ sung các dưỡng chất từ sữa rất quan trọng đối với trẻ nhỏ. Rúp bia yêu bổ sung được các chất như vitamin B1, thiamin, ôm l-lysine, HCL, kẽm giúp cho trẻ ăn ngon và hấp thu tốt các chất dinh dưỡng. Trẻ biếng ăn, suy dinh dưỡng, sức đề kháng kém nên sử dụng để cải thiện sức đề kháng. Cách dùng sản phẩm dùng đường uống. Liều dùng trẻ từ 6 tháng đến 1 tuổi uống 1 gói 1 ngày. Trẻ từ 2 tuổi đến 3 tuổi uống 2 gói ngày 2 lần. Trẻ từ 4 tuổi đến 9 tuổi uống từ 3 gói, ngày 3 lần. Chống chỉ định Không dùng cho người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm. Lưu ý khi sử dụng Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm không phải la thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Ruby High New đồng thời biết cách sử dụng Ruby High New sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.